Thưa quý vị và các bạn, để đảm bảo an toàn giao thông và mỹ quan đô thị, nhất là chuẩn bị cho lễ hội dân gian Phố Hiến, phường Quang Trung và phường Minh Khai thành phố Hưng Yên đã tiến hành lập lại trật tự đô thị, chống lấn chiếm vỉa hè lòng đường làm nơi kinh doanh buôn bán trái quy định. Tuy nhiên, công tác này cần quyết liệt và triệt để hơn, ghi nhận của nhóm phóng viên thời sự. Đường Bãi Sậy là tuyến đường chính và là trục đường có nhiều cụm di tích trên địa bàn. Dù năm nay không còn tình trạng người dân buôn bán trước cổng đền Trần và đền Mẫu, nhưng để tiếp tục lập lại trật tự đô thị, đảm bảo mỹ quan trên tuyến đường trước khi diễn ra lễ hội dân gian Phố Hiến, phường Quang Trung và phường Minh Khai phối hợp với đội thanh tra trật tự đô thị thành phố tiến hành thu giữ và tháo dỡ các biển quảng cáo, các gian hàng ngồi không đúng vị trí. Ủy ban phường Quang Trung đã chủ trì phối hợp với các ban ngành đoàn thể giải tỏa các cái hộ vi phạm. Cho đến ngày hôm nay thì toàn bộ các hộ vi phạm đã được đi vào các cái lề lếp và vào các khu gian hàng tạm mà Ủy ban phường Quang Trung đã bố trí. Ủy ban phường cũng đã triển khai để cho các lực lượng là dọn dẹp vệ sinh xung quanh khu vực đền Trần đền Mẫu cũng như là cổng Hồ Văn Nguyệt để làm sao mà đảm bảo cảnh quan môi trường ở nơi mà diễn ra lễ hội. Tuy nhiên, tại đền Trần đền Mẫu, việc trông giữ xe cùng với nhiều dịch vụ hàng hóa cúng lễ khác, viết sớ và dịch thẻ là những hoạt động ảnh hưởng đến hình ảnh của khu di tích đặc biệt quốc gia Phố Hiến dịp đầu xuân mùa lễ hội. Tại đây, nhiều người đeo băng đỏ tự xưng là tổ trông giữ xe đã thu tiền vé xe trái quy định. Cụ thể, với ô tô dưới 9 chỗ ngồi là 30.000 đồng một lượt và xe máy là 5.000 đồng một lượt. Vé xe không được niêm yết giá, thậm chí người trông giữ xe còn không ghi biển kiểm soát. Trước đó, ngày 28 tháng 2 năm 2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên ban hành quyết định số 10 quy định giá dịch vụ trông giữ xe. Theo đó, tại các khu vui chơi giải trí, lễ hội, danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, công trình văn hóa, giá xe ô tô chở khách từ 9 chỗ đến 30 chỗ ngồi chỉ có giá 8.000 đồng một xe một lượt, ban đêm là 14.000 đồng một xe một lượt. Tại khu vực đền Mẫu, khi mà lực lượng của phường Quang Trung nhắc nhở, tuyên truyền và thu giữ những đồ không được phép bày bán tại một quầy hàng ngay cổng đền, lực lượng tham gia và người dân hành lễ không khỏi bất bình về hành động và cách cư xử không đúng mực của người bán hàng. Không thu được đâu. Thế tội mẹ, từ Tết đến giờ cả cái sân đền này mình nghĩ sao? Mày không thu hết như này chứ. Đâu cũng trong đâu. Việc tiến hành lập lại trật tự đô thị tại khu vực diễn ra lễ hội văn hóa dân gian Phố Hiến là cần thiết. Tuy nhiên, nếu Ủy ban nhân dân phường Minh Khai và Ủy ban nhân dân phường Quang Trung chỉ chú trọng việc đảm bảo mỹ quan đô thị, đường thông hè thoáng, có lẽ là chưa đủ, mà cần phải lập lại văn minh những nét đẹp văn hóa đời tôn nghiêm thì lễ hội văn hóa dân gian Phố Hiến tới đây mới thật sự thành công và để lại ấn tượng đẹp trong lòng du khách.